Xin chào mọi người, em Tuấn Anh vừa khui được một ít hàng đẩy, hàng bãi của Mỹ, hàng bãi nội địa của Trung Quốc và những bàn mixer đến từ USA. Hiệu Mickey rất đẹp, em đang có 3 bàn nha. Đây 2 bàn và phía bên kia một bàn nữa là 3 bàn. Em sẽ soi từng món và báo giá cho anh em xem ạ. Như bàn mixer, đầu tiên là hiệu Mickey Oni 24.4 nha. Đây là model của mixer này. Tổng thể có 24 line. 24 line thì mình nhìn thấy nó cũng rất là gọn gàng, nó không có bị bè quá. 24 line nha. Đây từ line 1 này đến line 24. Thì trong đó có 4 line là đánh chung với nhau, gọi là đánh mono đó anh em. Còn là từ line 20 đến line 1 là đánh CT nha. Đó mình thấy tổng thể này, tất cả các bàn mixer đều đẹp, đều nguyên zin cả, đầy đủ cả các nút và ở phía bên trên đây nó có những giấy đèn LED nhét theo nền nhạc của mình này. Điện vô là 220V. Đó. 220V nha, kim trực tiếp, điện sống luôn, không cần qua cục adapter. Và mặt sau của đẩy đây, mình thấy này. Đây là Mickey điện từ 100V đến 240V nha. Đây nó có ghi ở đây. Đó, 240 nha. Rồi đây là model Mickey 24.4 đây. Đó, hàng này hàng của Mỹ Noi, USA, cũng như là xài cho tất cả các thị trường từ Nhật đến đồ Mỹ, đồ Anh Quốc, nước Anh Quốc nha, là xài được điện cũng như là xài được cái mixer này bởi vì nó hỗ trợ đai cầu điện từ 100V đến 240V. Em đang có 3 con. Đây là những vết này là những vết sơn vôi nó dính vô thôi. Đó. Cái này mình chùa ra dễ dàng thôi anh em ạ, chứ không phải là bị chày đâu nha. Đây 3 con, ngoài kia một con nữa. Như bàn mixer on Mickey Only 24.4 em bán 8 triệu đồng cho một con. Đó. Mình xài cho nhà sống sự kiện rất là hay, hoặc là xài cho nhà thờ mà mình dùng nhiều micro đó anh em, mình sơ chơi những cái bàn này ha, đảm bảo với anh em là rất là hay bởi vì đây là dòng ngoài hàng của Mỹ xịn mà. Đây em bán giá 8 triệu đồng cho một con, em đang có 3 con giống nhau và đẹp như nhau luôn. Đó, tất cả là hàng báo sống em đã test rồi nha. Và cái đến là những con đẩy. Như một cặp đẩy tiếp theo là đẩy AB model là 9610. Đây là dòng đẩy đến từ Mỹ Noi, USA, cũng xài cho điện 220. Bởi vì dòng của Mỹ xuất cho thị trường châu Âu nên sẽ điện 220 anh em nha. Và đây là AB đây, model là 9610 này. Ở phía trước là hai vô liên của hai bên, kênh 1 và kênh 2. Rồi bên trong là chạy 8 sò san ken loại 2 vít anh em ạ. Đây. Mỗi bên 24 con nha. Mỗi bên là 4 con, hai bên là 8 con. Cũng có đặt một cục tăng phô. Nguồn xuyến tương đối là khá là to anh em ạ. Nó to hầu như là bằng để 32 sò luôn rồi. Rồi mặt sau. Đó, mặt sau của đáy đây là cầu loa và đường vô bằng jack new chip hoặc là jack 6 ly đều được anh em nha. Nó có chế độ đánh mono và đánh CT này. Rồi nguồn điện vào là nguồn điện 220V. Đó, những dòng đáy này em cũng vừa mới khui ra thì được một ít đáy nha. Rồi như con đáy AB 9610 em bán 4.800.000 đồng cho một con. Em đang có 2 con đều như nhau, đẹp như nhau, nhìn như nhau nha. Mình có thể chơi được 2 đôi lo bát 20 hoặc là một đôi bát 40, giá rất là căng đét, đặc biệt là những dòng lo Mỹ mình đánh rất là hay rồi, nó không có bị nặng men hay nặng âm đi đâu. Đó. Rồi, 4.800.000 một con, em đang có 2 con nha. Và hai cái tụ lọc nguồn của đẩy nó nằm ở dưới đây. Này. Tụ nước này khá to, nó to hơn lon nước Yến anh em. Nó to hơn lon nước Yến của mình ha. Nằm ở dưới cái hộp này, mình hơi khó thấy một chút. Đó, rồi, 4.800.000 một con anh em ạ. Rồi bàn mixer này đi, em cũng vừa cập bến này. Có model là Mickey 1604 VLZ3. Đó, mixer này là 16 line, thích hợp cho anh em chơi nhạc sống, sự kiện, chơi loa kẹo kéo, đồ kẹo kéo hay là chơi gia đình cũng được. Đó, 16 line, thiết kế cũng tương đối là khá nhỏ gọn anh em ạ. Từ line, tất cả các line đều là đánh CT hết nha. Rồi hai cái đèn LED nhấn theo nhạc nằm ở đây. Đó, hàng này hàng bao sống bao xài, bao nguyên zin cho anh em nha. Những bản mixer này đã test bên kia hết trơn rồi. Đây là model Mickey 1604 này, nó con này giá là 6 triệu đồng cho một con. 16 line ha. Đây là hàng Mỹ Noi, Mickey chạy điện 220 đến 240, dòng xuất cho Âu anh em ạ. Đó, và những dòng mixer này không có echo liền trong máy nha. Anh em có thể xài cho echo rời ở ngoài, nó bởi vì đa số là đồ Mỹ Noi, đồ Hàn Quốc nó ít trang bị những cái echo liền trong máy lắm, mình xài echo rời cho nó hay và cho nó chuyên nghiệp anh em ạ. Đó, Mickey 1604 VLZ3, đây là mã model này, em bán con này giá 6 triệu nha, hàng bao sống bao đẹp như trong video luôn, đẹp khoảng 90% hoặc là 92% ăn lên rồi. Những dòng đẩy hàng bãi xịn nội địa của Trung Quốc em cũng đang có
4 con. Thứ nhất là đẩy Ibo. Mã màu đen là PA12. Như dòng này chạy 42 sò anh em nha. Mình tán full đôi hay là tán súp kép và nó là căng đét luôn. Giá rất là căng. Tăng phô nguồn xuyến này. Con này tương đối là khá nặng anh em. Nếu như mà một người bưng lên là muốn còng lưng luôn đấy. Đây, hai hàng sò này, mỗi bên là 11 con. Bên dưới 11 con là 22 con. Và đây 22 con nữa là 44 con anh em nha. Đẻ xịn của Trung Quốc này. Đây là hàng nòi bái nội địa China nha. Ibo. Và đây là PA12. Nếu con này cũng giá 6 triệu đồng một con. Mình đánh full đôi hay là mình đánh súp kép. Rất là hay, rất là căng. Chơi cho nhà sống sự kiện, chơi ngoài trời nó bao phê rồi anh em ạ. Này mình thấy cái cọng nhiên nguồn không? Đây nè, nhiên nguồn nó tương đối là khá là to nha. Cực kỳ to luôn. Và ở phía mặt sau là cọc loa vô này. Hai quả tản nhiệt hai bên. Và những cái chế độ đánh AB, đánh mono, đánh CT hoặc là đánh chập kinh. Và đường vô bằng jack 6 ly và jack Canon ha. Và đây là đường ra này, đường ra loa bằng jack nhu chít anh em ạ. Và đường jack cầu loa cũng được. Đó, hai đường ra. Đó, bên trong này mình nhìn chi chít đồ luôn, rất là nặng. Chạy 44 con nha, giá là 6 triệu đồng cho một con anh em ạ. Rồi những con đẩy tiếp theo là đẩy nguồn xung, nguồn xung cơ nghĩa là nó không có tăng phô bên trong. Nó chạy mặt nguồn xung nha anh em ha. Nguồn xung là nó bao nhẹ anh em ạ, nó bao nhẹ mình đỡ phải khiêng. Còn anh em nào mà muốn xài nguồn xuyến thì có thể con lấy con này. Như hai con này nó có thể là chất âm của nó 90 với nhau. Còn về phần trọng lượng thì tất nhiên là cái nguồn xung nó sẽ nhẹ hơn bởi vì nó không có cục tăng phô, nó sẽ nguồn xung. Và ở phía bên trong là chạy 40 sò. Và mặt clutch H anh em nha. Mặt clutch H là mình cũng biết rồi, nó bao khỏe, bao sáng và nó bao nhẹ men, nó không có bị nóng. Đó, nó không bị nóng nha, nó đỡ nóng lắm. Rồi tiếng nó sáng lên em. Nó nguồn xung nè. Anh em nào mà không có sức khỏe nhiều hay là không có sức mạnh đó thì mình chơi những con đẩy này khiêng cho nó nhẹ anh em ạ. Ở phía bên trên đây là 20 sò này. 20 sò ở phía dưới một mặt nữa là 20 sò tiếp ha. Tổng là hai bên là 40 sò. Đó, nguồn xung cả lát hát. Và nó có màu đen là cái chữ bằng tiếng Anh này này. Chữ tiếng Anh này và ở phía bên đây mình gọi nhanh ha là K3000 đi. Con đẩy này gọi là K3000. Ở phía trước là vô lin kênh A và kênh B kèm với lại những cái giá đèn LED theo cái nền nhạc của mình này. Nó tương đối là khá là đẹp ha, màu trắng này anh em. Khi mà nhắn lên sẽ nó sẽ thành màu xanh ha. Đó, cái đèn của nó là màu xanh. Rồi mặt sau đây. Đó, đây là mặt sau này. Gồm đánh mono, CT và chụp kênh. Những cái nút gạt này và đổ vô bằng jack Canon và đây là cầu loa, mình vặn cũng được hoặc là vô bằng cái jack này cũng được ha. Hai đường vô. Đường nào cũng được hết và nguồn điện là 220. Mà thấy cái cột nhiên nguồn của đẩy cũng rất là to anh em nha, rất là to. Đó, như con đẩy này em bán giá 6 triệu đồng một con ha, 6 triệu đồng một con, đẩy 2 cân này, K3000. Bên trong là hoàn toàn là tản nhiệt bằng đồng thôi anh em ạ, bằng nhôm đồng nha, hai cái quạt tản nhiệt thôi. Mỗi bên một con này, bên đây một con và bên đây một con. Xài cho nhà sống sự kiện đánh hay lắm, đặc biệt mình xài cho loa full đi. Loa full là tiếng sáng cực kỳ luôn, mặt cái lá hát mà, nguồn xung nữa, tiếng sáng cực kỳ luôn ha. Em đang có 3 con. Cái đồng giá nhau hết là 6 triệu đồng một con. Nó có những con nó xài tụ đen, màu đen và có những con nó xài tụ màu nâu nha. Hai con này đều là như nhau hết, chỉ là khác màu khác đời thôi. Ví dụ năm 2023 nó xài tụ này, 24 xài tụ kia. Rồi ba con này đồng giá nhau là 6 triệu đồng cho một con này. Em đang có 3 con nha. Rồi hai bài mixer còn lại, như cái bài mixer Soundwrap FLX9 em vừa mới về tới như này. Đó, con này là giá 6 triệu đồng một con luôn. Em bán giá 6 triệu ha. Đây là Soundwrap LX9 này. Đó, mình thấy không? Tương đối là còn nguyên zin, còn hoạt động ok và hàng còn mới còn đẹp nha. Điện 220. Đó, con này giá 6 triệu anh em ạ. Rồi ở phía mặt sau nó gồm các line từ line 1 đến line 16 này. Rồi có những đường ra của line ECHO rồi, mà xài ECHO rồi xài những cái đường này ra. Anh em cũng biết rồi. Rồi đồng nguồn điện vô bằng 220 nha. Đó, con này em mới về một con, đợt này giá nhập rẻ một chút, em bán giá 6 triệu đồng con này. Đó, đây là Soundwrap LX9 này. Rồi những cái giá đèn LED theo nền nhạc của nó đây, nằm ở đây ha. Rồi tất cả các line này đều là hàng bao sóng bao xài hết, không có bị rò rẹt đâu anh em. Em đã test từng line ký hết chứ. Hết trơn rồi ha, ký càng luôn, không bị rò rẹt đâu. Con này đánh hay, đánh cực kỳ hay luôn và tiếng của nó cũng ok lắm. Tầm giá 6 triệu nó không có nào địch nổi nữa đâu. Rồi 16 line kèm với lại còn đẹp còn mới và nó không có echo. Đó, anh em mua về sử dụng cho gia đình, cho nhà sống sự kiện ha, hay là cho nhà thờ cũng được. Nên giá bán em bán là giá 6 triệu đồng cho một con. Và cuối cùng nữa là một bài mixer tiếp. Bài mixer này là model là Allen Head,
cũng là bá xịn của Hàn Quốc luôn. Elehead và Sarap lấy 9 này đều là hàng bá xịn của Hàn Quốc anh em ha. Hàng đến từ Hàn Quốc. Đó, như con này là chạy từ line 1 này, từ line 1 đến line 20 thì trong đó có 4 line này đánh CT. À, 4 line đánh mono ha, còn lại 16 line còn lại là đánh CT anh em ạ. Đó, tất cả các line còn hoạt động ok, nó chỉ lỗi một chút đây này. Như con này nó không có 1 2 3, nó bị mất 3 cái nút nha, bị mất 3 cái nút. Thì thay vào đó em sẽ rút những cái nút khác của bản mixer kia ra, em sẽ gắn vô đây cho anh em. Đó. Em sẽ gắn vô đây ha. Rồi, gắn đây thì nó cũng đồng màu xanh này. Nó cũng đồng màu xanh cho anh em, cho nó thêm đẹp luôn. Ba nút này em sẽ tháo bởi mixer kia ra, em gắn vô đây cho anh em xài. Đó, nó không chống nút thôi nhưng mà nó cũng đồng màu rồi. Nó cũng đỡ xấu lại ha. Đó, em sẽ thay thế ba cái nút vô. Và ở phía đây nó bị gãy hết một cái cần. Này, nó bị gãy hết một cái cần gạt ở đây ha. Đây thì đa số là cái cần M này mình không có xài đâu, mình chỉ xài hai cái cần chính thôi, là cần L và cần R mình đẩy lên. Đó, mình đẩy lên thì xài hai cái cần này thôi, cái cần này mình không xài cũng được, mà không có cũng không sao, không xài đến cái cần này mấy đâu. Đó. Rồi anh em mua thì có thể là mình mua về mình gắn thêm cái cần này vô. Còn không thì để như vậy mình xài. Còn ba cái nút này nó bị mất thì em sẽ thay thế cho anh em ba cái nút khác vô này. Đó, ba nút khác này vô ha, nó cũng tương đối là khá đẹp rồi, mà nhìn xa thì cũng không biết đâu. Như cái bàn này nó bị tình trạng rồi đó, là em bán giá 6 triệu đồng cho một con ha. Thường thường những con đẹp á, đầy đủ nút thì em bán khoảng 8 đến 9 triệu một con. Hôm nay con này nó bị lỗi ở hai chỗ này, mất nút, mất ba nút và gãy một cái cần gạt đây. Đó, em bán giá 6 triệu ha. Em sẽ thay thế ba nút khác vô. Đó, Allenhead Z420, con này là hàng của Hàn Quốc nòi, kèm với lại mixer Sarap. Lưỡi 9 cũng là hàng của Hàn Quốc nòi luôn. Đó, hai con này em bán bằng giá nhau là 6 triệu đồng cho một con. Đó, và em vừa khui cũng như là giới thiệu cho anh em ít đẩy, ít mixer hàng của Trung Quốc, hàng của Mỹ và hàng của Hàn Quốc nói. Các anh em đến quan tâm đến mặt hàng nào, liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.